Thì cũng vừa nói cho em nghe về những cái tính chất cũng như là gọi là em vừa hỏi là kiểu chơi có vui không hay là chơi như thế nào, thì Phi cũng có chia sẻ cho em. Nãy chị Ngọc Phúc cũng có chia sẻ cho em nhiều, nhưng mà em chưa kịp hỏi tới cái phần là mình nên chuẩn bị đồ đạc hay mang theo như thế nào, thì chương trình đã bắt đầu rồi. Nên là tí nữa em sẽ hỏi sau phần đó. Nhưng mà hình như vừa nãy là Tiểu Phi với anh Phi cũng nhắc đến cái việc là thắt tóc hai bên á, cho nên là chắc em cũng sẽ lưu ý cái phần đó để lúc mình đi phần thi của mình không có thắt tóc hai bên như Phi. Là sao mình nói rõ cái chỗ đó được không, là mình không có rõ cái chỗ kia nào quay hình thì là sẽ hiểu thôi. Còn riêng có Tiểu Vy thì về nó thì đúng sự thật như thế. Vậy là không phải cái lúc mà cái tập cuối cùng em tham gia là em đã nói với ekip với tất cả mọi người là em đã lao động và chơi rất là mệt nhọc và cực khổ, và em đã giành được cái số điểm cũng tương đối khá là lớn, khá là nhiều. Thì em muốn cho cái tập cuối cùng của em á nó sẽ thật là trọn vẹn. Nếu như mà người chơi tiếp theo, người kế tiếp em thừa hưởng cái số điểm của em, thì em đã có cái chiêu đó là em sẽ cho điểm em thấp nhất để cho cái người tiếp theo sẽ là cái người thay em bắt đầu lại từ đầu. Đó là em trả lời câu hỏi chưa? Là một lần nào không phải câu hỏi. Không phải. Cái này là thực, cái này là em tư vấn cho Thùy Tiên. Không, cái này là em chia sẻ cho chị Tiên để cho chị Tiên một cái bất ngờ khi mà đến với chương trình. Đúng rồi, là chị bắt đầu từ con số 0. Ok. Phong qua đặc biệt. Không, đáng lẽ là chị sẽ rất là nhiều điểm, tại vì là chị sẽ lấy điểm của em, nhưng mà em không cho chị điểm em sẽ hất đổ chiếc cơm của. Ủa, tự dữ gì? Không, hất đổ chiếc cơm luôn. Em hất đổ vàng. Em hất đổ vàng. Để chị bắt đầu lại từ đầu. Wow, nhưng mà nhìn cái tích cực mà nó nói là tâm thế. Mà nói là tích cực, nó nói là tích cực, mình nghĩ là đang là tích cực hay là tích cực gì thế. Và dù em đi không có ở là em đeo xấu anh với một người đó. Vẫn không trả lời. Anh đi cho trả lời nè. Trả lời được không? Thật sự là chạy đấu chân thoát cho Vi có cơ hội được gặp tất cả các anh chị nghệ sĩ ở đây. Đây là lần đầu tiên em được làm việc cũng như là được tiếp xúc với mọi người, thì em cũng là một cô hoa hậu rất là hồn nhiên đáng yêu. Đừng dối lòng Vi. Thì khi tham gia nói là chị nói đó, thì khi tham gia chương trình đó thì em được mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Và không, lúc mà trước khi tham gia chương trình đó thì mọi người giúp đỡ, và sau khi tham gia chương trình đó, lúc mà bắt đầu trò chơi đó thì mọi người kiểu cũng suy nghĩ những cái kiểu đạp em rồi nè, đánh tập em rồi đó, rồi Vì ơi, xem cái gì thấy chứ. Sao em nói? Sao mọi người người ta hoa hậu hiểu yếu đầu tâm, sao mọi người vui giống quá vậy? Ăn hiếp em nữa. Thì đó thì nhưng mà sau tất cả những cái điều đó thì em có thay đổi cái sự yêu quý của mình dành cho mọi người hay không? Sau khi tham gia chương trình đó thì em cảm thấy mọi người cũng rất là yêu quý em, tại vì em là em gái nhỏ trong chương trình. Và chị tỉnh tỉnh thì em mong là chương trình sẽ cho em có cơ hội tham gia tiếp với anh chị, tại vì đúng với yêu cầu của anh Khánh muốn em tham gia nữa. Em cũng rất là cảm ơn anh đã nói với chương trình là để em tham gia tiếp. Cảm ơn rất là nhiều. Không biết mọi người có biết không? Biết được đá đó là Tiểu Vy diễn xuất rất là giỏi mọi người. Không. Diễn rất diễn rất giỏi. Hay nhiều những cái nét đau. Đau đớn. Em có thể diễn lại cái nét đau cho mọi người xem đi. Tại vì thật sự không biết mà biết. Không mà đau chưa? Đau chưa? Đau chưa? Đau chưa? Đâu nhưng làm sao cái chuyện mà nè, anh đánh cái chân em nào thôi đừng có hiếp em nữa. Xong cái em giả bộ em phải làm cái gì cái đấy không nè, hai ba không có không có đâu chưa đâu chưa không phải. Bây giờ kiểu có đông mọi người xong rồi em cũng rất là sợ, tại vì khi mà em đau chân vậy á thì các anh chị sẽ kiểu hà vào kiểu hành hung, kiểu mặt rất là ghê gớm luôn. What lúc em bị thương mọi người lại ù vào để hành hung thêm. Không, bé ơi, em phải kiểm tra được lời nói của mình, em phải biết em đang nói gì bé ơi. Mọi người đang sợ lắm. Khi mà không,
làm sao để biết đúng không? Chút nữa mọi người ở đây xem tập 1 để mọi người biết là em hoặc là Tiểu Vi nhà Gil thì Vi không biết, cũng không đoán trước. Nhưng mà Gil và Ngọc Phước thì do Ngọc Phước tự nhận mối tình đơn phương, Ngọc Phước tự nghĩ tự ảo tưởng chứ không có một cái gì mà cái người nào xíu không ai không ai xíu hết đâu. Hay không phải là đích ảo của Phước xíu. đúng rồi không, nhưng mà nói nè, có nghĩa là cái chuyện mà Phước với lại Gil có được nhiều người xíu hay không thì không biết, nhưng mà mọi người phải thấy được cái khoảnh khắc của Thùy Tiên khi mà mình đã nghe được cái đoạn mà cái liền của Gil Phước thì... có hả đúng mà. Nha, là khi mà Gil á xưng hô với lại Vi á thì là Gil và em đúng rồi, còn xưng hô với Phước á là Gil và Phước đúng rồi, và cái chữ Phước nó kỳ lắm nha, Phước. Rồi bây giờ để nghe chính chủ trả lời, bây giờ nghe chính nói đi, em nói cho rõ đi, người ta còn chặt nhất một nhất kìa. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì trước khi chương trình lên sóng thì hiện tại chương trình Chạy Đâu Cho Hát đã có một cái kênh TikTok và trên đó có xuất hiện rất là nhiều chuyện tình, trong đó có chuyện tình bất ổn giữa nhà cast là Gil, Vi và Phước, và cũng có những chuyện tình như là của BB với lại anh Tú, cũng có những câu chuyện của người đàn ông trầm lặng shaky ít khi nào nghe một lời nói nào, thì cái đó là do mọi người yêu thương và đẩy thuyền thôi, còn còn sao nè còn tình cảm của cái nhà cá thì rất là yêu thương chân hà như một gia đình vậy. Trời ơi, đây mới là hoa hậu